Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn một bạn học online với mình mà mua cây đàn này của mình sẽ hướng dẫn sơ lược để sử dụng cơ bản nha. Rồi, đàn thì gồm có adapter, gồm có đàn nha. Rồi quay xong mình sẽ đóng gói và gửi cho bạn luôn. Rồi. Đây á thì khi mà mình cắm á, thì mình cắm nguồn vào đây ha. Đó, cắm nguồn vào đây. Cắm nguồn vào đây. Rồi. Cây này á thì khá là lợi hại nha. Cây này nó có cái chức năng USB để chúng ta kết nối vào máy tính để làm một cái MIDI controller dành cho những bạn làm nhạc nha, có pedal. Âm thanh của cây này rất là hay, hình như là có mic nữa nè, nhưng mà mình chưa có sử dụng. Đây là có một cái ngõ vào hay ngõ ra gì nè, anh em về rồi bạn tự về nghiên cứu ha, hoặc là anh em nào có sở hữu cây này thì cũng có thể tham khảo nha. Cây này á là đàn của Nhật nha anh em, tiếng ở trên màn hình thì của Nhật nhưng mà ở về Việt Nam mình thì đã có thiết kế là đề can để dán cái thông số điệu và tiếng ở trên đây hết rồi, anh em có thể dòm trên đây ha. Rồi, khi chúng ta cắm nguồn xong rồi ha, cây đàn này nó đặc biệt á, cái hình dáng của nó rất là rộn gọn nhẹ, là kiểu dáng nó khá là đặc biệt, nhìn nó khá là chuyên nghiệp, nhưng mà mình bất ngờ với cái âm thanh của nó ha. Những cây đàn nhỏ thì thường á, trước đây á, âm thanh của nó nghe nó chán lắm, nghe nó khô khan lắm, nhưng mà âm thanh của cây này, cái loa thì không quá hay đâu nha, nhưng mà anh em kết nối qua cái hệ thống âm thanh khác á, thì bảo đảm cái chất âm của nó rất là bất ngờ, sẽ gây sự bất ngờ nha, vì cây đàn nó rẻ mà nó mang được cái âm thanh mượt mà lắm đó, mình có thể đánh piano rất là tốt á. Rồi, tắt mở nguồn ở đây, chúng ta nhắn là nó sẽ lên nguồn ha, chờ khoảng 2-3 giây đó, nó lên nguồn, nó có đèn ha, nó có đèn nhưng mà mình không có tìm được cái cách để tắt đèn ha. Phím hoạt động tốt, cái độ nặng độ nói chung là cái cách đánh của phím này rất là tốt. Cái cây đàn này mình cũng đã trải nghiệm rất là nhiều đàn nhỏ của Casio của Nhật rồi ha, nhưng mà cái cây này là một cái cây rất là đặc biệt. Đó, cái cây rất là đặc biệt, con gái mình cũng khá là thích, tại vì cái phím của nó là một cái phím, nó cái chuẩn phím của nó rất là tốt ha, thật sự cái chuẩn phím của nó rất là tốt. Đây, mình nói về đây là volume ha, 100% thì hết mức, nhưng mà mọi người nên chơi 90% thôi, chừa là một ha, bật xuống một mắt là mình sẽ đánh được. Rồi rồi, ở đây đầu tiên á, khi mà mở lên á thì nó sẽ có nhạc tự động, là mọi người nhắn ở đây là nhạc tự động phát nè ha, nhạc tự động phát. Rồi ở đây á, khi nhấn nút này, mình nhấn số hoặc là nhấn cộng trừ á, thì nó sẽ đổi tiếng, đổi tiếng ha. Đó, đó. Cái đàn này có tút nha anh em, tút là có nghĩa là độ mạnh nhẹ đó, nhấn mạnh nó kêu to nè, nhấn nhẹ kêu nhỏ nè, nhấn mạnh kêu to nè. Nè, đây là một cái tiêu chí tối thiểu mà mình mong là các phụ huynh hoặc là các bạn học đàn hoặc là các nơi đào tạo hoặc là các thầy cô, nó đây là tiêu chí tối thiểu của một cây đàn để mình điều chỉnh được. Một cây đàn nó phải có tút ha, là phải có phím sống. Phím sống có nghĩa là đơn giản, mọi người nhấn vào một cây đàn, nhấn thật là nhẹ, nó kêu vẫn kêu nhưng mà rất là nhỏ, mạnh dần lên thì nó sẽ kêu rất là to ha. Cây đàn này nó đạt được cái chuẩn rất là tốt về cái phần đó nha. Rồi rồi, mọi người sẽ nhắn ở đây thì sẽ chọn điệu nha, đó nhắn vào thì mình cộng trừ, đó thì mình nhắn ở đây tắt mở điệu, đó điệu trống á ha. Rồi mọi người cộng lên đó thì nó sẽ đổi điệu ha. Rồi đây là cái nút mở hợp âm ha, các bạn có học lâu rồi thì mới biết được cái chức năng là gì. Thì mở hợp âm lên, mình nhắn nút này thì mình nhắn hợp âm, ví dụ đó, thì hợp âm sẽ chạy chung với điệu ha, hợp âm sẽ chạy chung với điệu. Tắt điệu ở đây, và ở trên cây đàn này nó có hai phiêu nha, hai phiêu hả, nhưng mà cái cách phiêu của Casio á, thì ví dụ như bạn đánh ha, bạn đánh mình nói là gì, bạn đang ở phiêu A thì bạn nhấn A đó thì nó mới phiêu, còn bạn nhấn lên B nó sẽ không phiêu, nó chỉ chuyển qua B thôi, rồi bạn nhấn một lần nữa thì nó mới phiêu ở B ha. Rồi ngược lại thì cũng là ngược lại, bạn nhấn về A thì nó không có phiêu, nó chỉ chuyển về A thôi, nhấn ở A một lần nữa nó mới phiêu. Đó, cái cách hoạt động của mấy cái Casio nhỏ là nó như vậy nha. Còn đây là intro ha, intro
intro của cái điệu á. Đó, mình nhấn vào đó. Đó, thì đàn sẽ tự đánh intro, đổi các vòng hợp âm ha. Rồi, đây là outro. Outro là kết thúc của điệu nha. Kết thúc. Đó, kết thúc này hai chức năng nha mọi người. Hai chức năng nha. Để nó kết thúc đi. Cái outro nó hơi dài. Đó. Cái điều đặc biệt của cái loa cây đàn này, nó không phải là quá to, không phải là quá hay nha, nhưng mà cái âm thanh của nó mềm mại hơn những cây đàn khác. Đó. Rồi cái đây là nút bật và tắt ha. Còn đây là nút chuẩn bị nha, start up đó. Mình nhấn vô đây là mình nhấn hợp âm là nó chuẩn bị nè. Nó đang ở chế độ chuẩn bị trên màn hình, có nhấp nháy gì không? Đó, có nhấp nháy đó ha. Mọi người thấy nó nhấp nháy đó. Đó là cái điều nó đang sẵn sàng. Thì khi mà mình nhấn hợp âm ha, mình mở nút hợp âm lên nha. Đó. Mình nhấn hợp âm thì điệu sẽ chạy. Đó. Rồi, khi mà điệu đang chạy mình nhấn cái này là nó là outro. Còn khi mình muốn tắt điệu thì phải tắt ở đây ha. Đây là nút hợp âm. Hợp âm là gì? Hợp âm là mình sẽ chia bàn phím ra, bên tay trái là nhấn hợp âm, bên tay phải là đàn giai điệu. Bây giờ mình tắt hợp âm này nè, thì tiếng nó giống nhau ha. Toàn bộ bàn phím là một tiếng. Mình mở hợp âm, bên tay phải là một tiếng và bên tay trái là hợp âm. Đó, thì mình gửi cho bạn đã mua cây đàn này của mình rồi, thì mình nói để cho bạn hiểu, và sau này anh em nào có cây đàn này cũng tiện sử dụng hơn ha. Rồi, ở trên màn hình á thì mình thấy nó là dòng tiếng Nhật nha, nhưng mà nó có dãy số. Thì ví dụ như mọi người á nhắn ở cái nút chọn tiếng, sau đó mình nhìn thấy số thì mình lên cái trên đây á, mình coi cái chữ nó giống như gì, hay ở khu vực đó thì mình sẽ biết đó là cái tiếng gì ở tiếng Anh ha. Điệu cũng vậy, khi mình nhắn vào đây thì nó sẽ chuyển qua điệu, nhưng mà điệu ghi tiếng Nhật đúng không? Thì nhưng mà nó có số, thì ở trên cái mặt đàn á, thì sẽ có một cái khu vực trùng. Đó, mình sẽ coi cái khu vực điệu thì mình sẽ biết là số mấy, là đó là điệu gì nha. Rồi, khi mình đánh á, thì trên đàn sẽ hiện màn hình. Rồi, khi mình nhấn hợp âm. Đây. Khi mình nhấn hợp âm thì trên đàn cũng sẽ hiện hợp âm. Đó, rê thứ, la thứ, đô trưởng, đó ha. Đó. Đó là cơ bản của một cây đàn để mình chơi một bài hát ha. Còn bên đây là dãy số, bên đây là bass để tạo các hiệu ứng ha. Cái này thì mình ít dùng. Rồi, cái này là tempo ha. Tempo thì chỉnh nhanh chậm. Ví dụ mình mở điệu lên, cộng lên, trên màn hình sẽ tăng tempo lên 132 ha. Đó. Nó cũng có đủ đó, cái màn hình hiển thị nhịp khi đánh. Đó, nhịp 44 ha. Thì mình học lâu mình sẽ biết điều này. Có màn hình có hiện cơ bản hết ha mọi người. Đó, mình nhấn hợp âm lên. Hợp âm lên. Rồi, ở bên đây thì mình cũng không biết dùng cái này. Mình chưa biết dùng. Rồi, cơ bản thì cây đàn để mình tập đánh luyện ngón, cây đàn này tốt nha, phím rất là tốt, độ nặng cũng đủ để nặng, không quá nặng nhưng mà không quá nhẹ, nó sẽ tốt. Mình giải thích nha, mình sẽ tưởng tượng như những cái cây S, ví dụ như những cái cây S của Yamaha, phím mình thấy là nó đánh lâu năm, đánh lâu ngày, thậm chí một năm là nó sẽ bắt đầu nó nhão hơn cây này lên nha mọi người. Cây này phím của nó rất là tốt, nó đạt được cái chuẩn phím rất là tốt nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Nếu thấy hữu ích đó, thì cho mình một like. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nha. Mình là Phan Trung Mẫn. Rồi, bây giờ mình sẽ bao cây đàn để gửi cho bạn ha. Rồi, mình có bán cây piano này nha mọi người. Mọi người có cần thì liên hệ với mình. Cây này á là còn rất là mới nha. Còn nói chung là nó rất là mới. Nó chỉ chạy chụa ở những cái điểm nhỏ thôi. Thì mình cho nó tầm khoảng 95-97% á. Cây này cũng là nội địa Nhật luôn nha. Adaptor chính hãng. Đó, tiếng Nhật. Cây này thì có style nha. Có style. Là mình có kết nối được với phần mềm ứng dụng với iPhone, iPad để mình điều khiển nó. Nó có đầy đủ. Nó là piano điện. Chuẩn phím piano. Ha. Phím rất là tốt. Rồi. Nó có tất cả các điệu cơ bản. Âm thanh rất là hay nha, âm thanh thì dạng chuyên nghiệp rồi. Mọi người nghe những cái cây giống như EA7 thì cái hệ tiếng của thằng này nó phong phú giống như vậy luôn. Nó không có nhiều bằng đâu, nhưng mà cái chất lượng âm thanh á
thì nó sẽ giống như vậy nha. Còn tiếng piano thì nó hay hơn nha, tại đây là piano điện mà. Nó thì nó hay, tiếng piano nó hay hơn, nó hay hơn nhiều. Nó có đầy đủ các tiếng như keyboard luôn, chỉ cần mình kết nối, ví dụ như có bản nào cần á thì chúng ta có thể kết nối cổng MIDI và gắn cái hệ thống band rời vô là chúng ta sẽ thành một cây keyboard nhưng mà đánh trên piano nha. Nó rất là tuyệt vời. Rồi mọi người có cần cây này thì liên hệ với mình nha. Đó, để biểu diễn, để đi các bạn có thể ship gọn lại để di chuyển, để diễn trên sân khấu rất là đẹp nha. Roland. Đây là Casio. Rồi, mình là Phan Trung Mẫn. Cảm ơn mọi người.